Ca sĩ Tuấn Hưng cho biết anh được mời tham gia biểu diễn tại sự kiện bên lề khởi động cho chung kết Super Bowl, sự kiện thể thao lớn nhất ở Mỹ vào tháng 2 năm sau và nói rằng anh là ca sĩ Việt Nam đầu tiên được sự kiện Super Bowl mời trình diễn. Nội dung Tuấn Hưng đăng tải trên Facebook hôm 9 tháng 9 cho thấy ca sĩ Việt Nam được mời diễn tại chuỗi các sự kiện khởi động trước trận Super Bowl được tổ chức tại Las Vegas Trip, nơi có nhiều khách sạn và sòng bài với các tụ điểm vui chơi và âm nhạc vào ngày 9 tháng 2. Super Bowl là sự kiện thể thao được mong chờ nhất hàng năm ở Mỹ, thường được tổ chức vào ngày Chủ nhật cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2 của năm. Đây là trận đấu cuối cùng của giải đấu NFL để định đội quán quân của mùa giải bóng bầu dục ở Mỹ trong năm. Hiện ban tổ chức chưa công bố nghệ sĩ sẽ trình diễn vào giờ nghỉ giữa trận đấu, tức là tham show, vốn luôn có sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng nhất của Mỹ cũng như của thế giới tại trận chung kết Super Bowl năm tới dự kiến diễn ra tại sân vận động Allegiant ở Las Vegas vào ngày 11 tháng 2 năm 2024. Nói về lý do được ban tổ chức mời, ca sĩ Tuấn Hưng cho rằng có thể lý do là họ cũng muốn chương trình tại Las Vegas được cộng đồng người Việt Nam ủng hộ nhiều hơn. Trong số gần 2 triệu người Việt ở Mỹ, có gần 1 triệu người đang sinh sống ở California và các tiểu bang lân cận gồm Arizona và Nevada.